Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một chương trình Aerobe đến từ dự án nhà phát triển trò chơi có tên là Hero of Marvia. Thì các bạn tham gia vào đăng ký whitelist rất là đơn giản thôi để có cơ hội nhận được thưởng Aerobe sau này nhé. Đây là một dự án rất là tiềm năng và uy tín. Hiện tại thì cái kênh Twitter của nó đang có hơn 100.000 follow. Các bạn có thể check ở trên Twitter nhé. Hơn 100, 103, 103.000 này. Và các bạn ấn vào cái phần follow này, những người follow mà các bạn biết thì các bạn sẽ thấy được có một số cái tên tuổi rất là nổi bật như là Binance NFT có 1 triệu follow và Binance Lab quỹ đầu tư có gần 500.000 follow. Thì ngoài ra thì các bạn có thể check thông tin là cái dự án này đã kêu gọi vốn được 8 triệu đô sau 2 vòng gọi vốn, và những nhà đầu tư, những quỹ đầu tư lớn tiêu biểu như là Binance Lab này và Crypto này, Husky Capital này, đó đều là những cái tên tuổi rất là nổi bật ở trong cái thị trường cũng như là cái quỹ đầu tư rất là lớn, đặc biệt là Binance Lab thì các bạn biết rồi, những cái dự án được Binance Lab đầu tư đều là những án cực kỳ chất lượng cũng như là cái khả năng airdrop của nó cũng rất là cao và giá trị cũng sẽ rất là lớn cho cái chương trình airdrop của nó. Để có thể tham gia vào cái chương trình whitelist của nó thì rất là đơn giản thôi, mình hướng dẫn cho anh em nhé. Các bạn truy cập vào cái đường link này này. Sau khi các bạn truy cập vào đường link thì các bạn sẽ tiến hành đăng ký whitelist, tham gia whitelist này. Thì các bạn sẽ tham gia ở đây nhá. Các bạn điền email. Và các bạn điền Discord của các bạn. Discord thì các bạn mở kênh Discord của các bạn lên này. Các bạn mở kênh Discord của các bạn ra. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái username Discord của chúng ta để có thể là điền vào. Discord name này. Đây, Discord name thì các bạn lấy đây nhé. Các bạn click vào cái phần góc dưới phía tay trái màn hình của bạn ấy. Đấy, các bạn click vào đây. Đây chính là cái name Discord của bạn. Thì các bạn sẽ điền vào. Sau đó các bạn tích tôi là con người. Đây cái captcha của nó này. Đầu con vật. Ok. Đấy. Sau khi nhập captcha xong, các bạn nhấn vào continue để tiếp tục. Ok, thì các bạn sẽ thấy là đây chính là cái giao diện khi mà các bạn đã tham gia whitelist thành công thì nó chúc mừng cho các bạn, và đây là cái thứ hạng của bạn ở cái phần whitelist của dự án này. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây các bạn có thể dịch ra này. Mỗi một ai đó đăng ký theo đường link của bạn thì bạn sẽ tăng danh sách lên 100 điểm, và hiện tại thì điểm của bạn là 0 điểm này. Tức là giới thiệu càng nhiều bạn bè thì cái số điểm của bạn sẽ càng tăng. Và tất nhiên khi mà thứ hạng của bạn càng tăng thì cái cơ hội cũng như là cái số lượng phần thưởng sẽ là được nhiều hơn đến từ cái dự án này. Đấy, thì mình sẽ cố gắng update thông tin cũng như là cập nhật cho các bạn về những cái đổi mới cũng như là tin tức mới đến từ dự án nhé. Thì các bạn nhớ theo dõi vào ở trong channel Telegram ấy để các bạn cập nhật thông tin một cách sớm nhất nhé. Ngoài ra các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube cũng như là bật quả chuông để luôn được cập nhật mới những cái dự án uy tín, chất lượng ở trong cái thị trường crypto đến từ channel của Tiểu Sư Phụ nhé. Chúc cho bạn may mắn kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền. Đừng quên comment, chia sẻ ý kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.